Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Và buổi trưa ngày hôm nay thì em Thắng sẽ tiếp tục lên clip khui thùng cho mọi người. Và hôm nay thì em Thắng về được một rất là nhiều cái bộ đầu khẩu cũng như là cái đầu tiếp để cho anh em mình sử dụng ha. Và những cái bộ đầu khẩu này tình trạng của mình là hàng mới, nó chưa qua sử dụng. Tuy nhiên thì mình để kiểu vận chuyển rồi này nọ đó, thì nhiều khi cái bao bì của nó cũng không còn nguyên vẹn lắm. Nhưng mà tình trạng của mình là hàng new chưa sử dụng nha anh em. Và đặc biệt những cái bộ đầu tiếp của ngày hôm nay thì em Thắng sáng với giới thiệu cho mọi người á, thì nó đến từ thương hiệu là nhà Gristun. Và cái hãng sản phẩm này á, nó được cấp cái bằng sáng chế của Đức và Mỹ nha mọi người. Đó, nó được cấp các bàn sáng chế của Đức và Mỹ, thì để chi tiết hơn thì tí nữa em Thắng sẽ giới thiệu kỹ cho mọi người. Đó, thì sơ lược về mặt hàng của ngày hôm nay thì em Thắng sẽ nói rõ cho mọi người để mọi người có thể nắm rõ được thông tin ha. Thì nó sẽ có cái ba mã sản phẩm mà em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người. Đầu tiên của mình là một cái bộ tiếp 1/2 của Gristun. Đây là, và tiếp theo là một cái bộ tiếp 3/8 cũng của Gristun luôn. Và một cái đầu bán của Gristun nha anh em. Đây, những cái này là bên thị trường Nhật các anh em. Đây, mã vạch 49 và đều là mã vạch 49 ha. Thì nhà máy nó gia công tại là Taiwan nha anh em. Nó gia công thì tại Taiwan và nó xuất về thị trường Nhật. Mã vạch của mình là mã vạch 49 ha. Đó, mọi người lưu ý kỹ giúp em. Đó. Và những con này thì chất lượng thì tí nữa em Thắng sẽ miêu tả cái chi tiết hơn cho mọi người. Đó. Rồi, thì đầu tiên thì em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người một cái đầu bán vít đi. Nói chung là đây, nó có sách mắt có chấn luôn. Nói chung là em Thắng sẽ cùng mọi người tìm hiểu ha. Nói chung cái này thì em mới khui ra chưa có tìm hiểu được. Đó, thì cái này em thấy nó cũng rất là xịn đó nha mọi người. Đó, nó cái đầu bán này anh em thấy này. Đó, riêng cái đầu bán này tí nữa anh em thấy nó thiết kế theo cái kiểu như thế này nha, là anh em mình có thể mình vặn được những cái con ốc hư luôn anh em. Đây, những cái con ốc tè đầu đó, đặc trưng của những cái đầu đầu này nè. Đó là anh em mình có thể mình mở được những con ốc mà nó tè đầu á. À, nó lợi thế được cái đó nha anh em. Đó, và cái mã sản phẩm này thì giá thành bên Nhật nó cũng có giá sản rồi nữa, anh em mình yên tâm. Những cái mặt hàng kho này thì lúc nào anh em mình yên tâm nha. Cái giá trị của em Thắng bán á, thì nó sẽ tầm khoảng là hơn một nửa, hoặc là tầm khoảng một nửa cái giá trị thật của bên Nhật thôi. Nên là mọi người yên tâm. Nó có đầy đủ những cái thông tin để cho mọi người tìm hiểu, chứ không phải là tự nhiên mà mình đưa ra cái giá đó nha mọi người. Đó. Rồi, thì bây giờ thì em Thắng cùng mọi người sẽ tham khảo cái mã sản phẩm này ha. Để biết chi tiết thì mọi người có thể mình nhập theo cái mã vạch này đó, 4904 ha, 7813824 60. Đó, thì nó sẽ hiện ra những cái chi tiết để cho anh em mình tham khảo nha mọi người. Đó, đây, sau khi em Thắng gõ vào ha, đó thì nó sẽ ra hiển thị những cái thông tin đó bên Nhật ra bán ha. Đây, đó, đây là cái thông tin sản phẩm của mình nha anh em. Đó, thông tin sản phẩm của mình này, và giá bên Nhật nó bán là gần một sen rưỡi á, là tính theo tiền Việt của mình là tầm khoảng là 300.000 một con. Đó, tính theo tiền Việt của mình là tầm khoảng 300.000 một con nha anh em. Đây, để em dịch luôn đi toàn tiếng Nhật, nói chung là em cũng không có rành tiếng Nhật lắm, cũng biết sơ sơ thôi nha mọi người. Để mình dịch ra rồi mình tìm hiểu cho nó kỹ. Đó, đây thì cái giá này là cái giá chuẩn nha anh em, cái giá chuẩn bên Nhật này, giá chuẩn bên Nhật là lúc trước là 1.5 sen là gần 300.000. Đó. Chưa bao gồm thế. Đó, chưa bao gồm thế nha. Đó, là nó gần là 300.000 một con, gần 300.000 một con như thế này nha. Tại sao cái giá thành nó cao như thế? Anh em thấy này, nó là được cái bàn sáng chế này anh em. Bàn sáng chế của Hoa Kỳ và Đức nè. Đây, USA này anh em, và là đôi gì nữa này. Đó, là hai cái này là cái dòng chữ là bàn sáng chế của Đức và Mỹ nha anh em. Đó, Đức và Mỹ nha. À, chứ không phải là anh em. Đó. Rồi, về cái thông số, về những cái chi tiết này, về cái tính năng thì anh em cũng biết rồi, nó có thể bắt chặt ngay cả khi là bị mòn. Đó, đây, anh em mình có thể mình xem những cái đầu khẩu thông thường, ví dụ đây là những cái đầu khẩu mà anh em mình hay gặp ở hàng bãi này nọ. Đó, nó sẽ gồm có hai loại nha, một cái loại là lục giác này, một cái loại là bông. Thì những cái loại như thế này á, thì bắt ốc nhiều khi là nó tuôn, thì anh em mình sẽ sử dụng con này này. Đó, cái đầu anh em mình thấy ha, đó nó chia ra rất là nhiều này, kiểu sáng sáng như thế này thì nó có rất là cái nhiều điểm tựa để nó bắt được những cái điểm nha anh em. Đó, để nó bắt được những cái điểm để nó vặn cái đầu khẩu vào. Đây, nãy em cũng Thắng cũng có một lấy một con mình kiểm tra thử rồi. Đây,
Đó. Và cái loại này thì anh em mình 2 đăng 1 luôn, anh em mình có thể mình sử dụng như một cái cây đầu bán vít bình thường. Đó. Còn cái đầu bán để bán mồi ốc của mình là đầu 21 nha anh em, nó cái đầu thông dụng nha, đầu 21. Đây. Và tình trạng của mình là hàng new chưa có sử dụng nha anh em. Đó, thì khi giao hàng mọi người thì em thắng luôn, sẽ giao hàng mới cho mọi người. Những con này là tất cả đều hàng chưa sử dụng hết, chứ không có con nào đã qua sử dụng hết đâu nha anh em. Đó. Còn tem, còn vỏ. Còn những cái thông tin chi tiết thông số để cho anh em mình sử dụng. Và đặc biệt những cái con này, cái thép của mình là thép bằng thép CRMO nha anh em. Đây, thép CRMO là một cái thép rất là tốt. Nó không có bất cứng bằng cái thép alloy, nhưng mà nó ngon hơn cái thằng thép CRV nha anh em, ngon hơn cái thép chrome vanadium. Đó, nó nếu anh em mình chơi dòng nhiều nhặt thì mình sẽ biết được, tìm hiểu những chất thép này nọ, tại vì những cái dòng mỏ lết này nọ nó sẽ có những cái chất thép nó làm ra riêng, bởi vậy cái giá thành nó sẽ khác nhau nha mọi người. Rồi mình quay trở lại nha. Thì con này nè, nó có thể mở được những ốc hỏng nha, và nó là một cái sản phẩm được cấp bằng sáng chế của Hoa Kỳ và của Đức luôn nha mọi người, đó của Mỹ và của Đức nha. Đó, về kích thước danh nghĩa thì cái đầu bán ốc này của mình á là cái đầu 21. Đó, cái đầu 21 nha. Đó. Đây là những cái thông số chi tiết, thì tí nữa thì vào bao bì nó sẽ có ha. Cái chiều dài tổng thể là 30, chiều cao là 70. Và cái đi kèm với mình á là một cái đầu bán vít BH2 dài 65 mm. Đó, đầu vít BH2 nha. Đó, BH2 này, dài 65 mm. Đó. Hai bên đầu hiếp bít hai nha anh em. Đó. Rồi. Thì cái loại này thì cái máy bán tương thức của mình là anh em mình có thể dùng tới cái máy 18V để mình bán luôn nha. Đó, nó rất là trâu bò nha anh em. Thì 18V là một cái công suất rất là lớn cho những cái dòng máy pin rồi ha. Thì anh em mình dùng được cái máy 18V thì nói chung là những cái con này thì nó rất là trâu bò. Đây, bằng sáng chế của Hoa Kỳ và của Đức nè. Rồi, thì cái này thì anh em mình dùng để bán thôi. Đó. Đây, rần khác nhau. Không bị va đập nha anh em, đó là những cái phần thông tin của nó. Và lưu ý nha anh em, cái sản phẩm này thì nó dẫn điện nha, nên anh em mình chú ý về mình sử dụng nha. Đó, nó dẫn điện nên là anh em mình cẩn thận điện giật. Đó. Cái đây là những cái phần lưu ý thôi. Đó, khi mà anh em mình gắn vào thì mình cố gắng mình gắn vào cho đúng thao tác để nó không có bị rớt ra, nó dẫn đến những cái hệ quả ha. Đây. Không tác dụng lực nhiều hơn mức cần thiết và sử dụng nghiêng. Đó, mọi người lưu ý mình sử dụng đúng kích thước cho nó. Đó. Rồi, thì đó là những cái thông tin của nhà sản xuất nha. Đó, những cái thông tin của cái mã sản phẩm này đó. Đó. Hiện thực để cho mọi người xem ha. Đó, giá của nó là gần 300.000 một con mình nhập á ha. Rồi, bây giờ mình đi vào cái tổng quan bên ngoài đi. Đó. Đây, cái phần này là cái phần rang nha anh em. Đó, anh em thấy thiết kế cái phần rang nó thiết kế như thế nào nha anh em. Đó. Bằng sáng chế của Mỹ và Hoa Kỳ đó, thì nó làm cái dòng như thế này á. Nó thì anh em mình có thể mình mở được những cái con ốc nó bị tuôn đầu như thế này nè. Đó anh em thấy không? Đó, thường thường đây ha. Đó thì những cái con ốc tòe như thế này này, tòe những cái cạnh đó anh em mình mở nó bị tuôn á, thì mình dùng con này mình bán luôn nha. Đó thì cái đó là làm nhà sản xuất nó có ghi rõ lên cái thằng thông tin. Rồi, khi mà anh em sử dụng thì mình nhấn xuống nó thôi. Đó, nhấn xuống bỏ vào. Đó. Rồi thì mình sử dụng bán ha, còn không thì mình sử dụng bán vít thì mình sử dụng con này thôi. Đó, 2 trong 1 nha anh em, rất là lợi thế đó cho anh em mình sử dụng nha. Đó. Hôm trước thì có những cái dòng của Tajima thì đúng tương tự như thế này, nhưng mà Tajima thì cái hàng nó đây, thép CRMO nha anh em. Đó, CRMO này. Đó, một cái chất thép rất là cứng. Hôm trước của Tajima thì nói chung là cái hàng nó thì nó sản xuất ở Nhật, mà sản xuất ở Nhật á thì được cái á là cái chất lượng nó cũng rất là cao, nhưng mà ngược lại thì cái giá thành nó cao nha mọi người, tại vì cái chi phí nhân công của bên Nhật á, của người Nhật á, thì lúc nào nó sẽ cao hơn so với những cái nhà máy nó đặt ở Đài Loan hoặc là China. Còn về chất lượng yên tâm thì mọi người yên tâm ha, nó làm theo cái tiêu chuẩn của Nhật hết, nó mới xuất về thị trường Nhật nó bán ha. Đó, nên là mã vạch của mình là 149 này. Đó. Rồi. Nói chung là hôm nay thì cũng không nhiều nên em thắng sẽ mình quay kỹ rõ cho anh em mình để mình biết được cái thông tin chi tiết của sản phẩm nha mọi người. Để em thắng cho mọi người xem cái thông tin. Rồi, về cái thông tin thì cái phần chiều dài này nè là 70. Đó, cái chiều dài của mình là B là 70 nha anh em, 70 mm ha. Còn cái ống của mình là ống A này, 30 là nó tính theo cái phần tròn luôn nha anh em. Đó, còn cái đầu rang bán của mình là đầu rang 21. Về cái kích thước cái ống mà dài vào để anh em mình bán mình đút sâu vào á. Đút sâu vào là kích thước D này là 42 nha. Đó, 42 anh em mình có thể mình chọn những cái con ốc nó dài tới 42. Đó. Đó là những cái chi tiết thông tin nha anh em.
ở 130 gram là cái trọng lượng đó. Đào vít BF2. Rồi, đó là cái thông tin chi tiết của mã sản phẩm này, nói chung nó cũng rất là rõ ràng rồi ha. Đó. Giá cả, từ giá cả hay là những cái hình ảnh chi tiết hay là những cái công dụng này nọ thì em Thắng cũng đã có miêu tả kỹ cho mọi người rồi. Thì em Thắng sẽ bỏ qua lại ha và sẽ báo giá cho mọi người. Đây, một sản phẩm của là Ristun nha, được gia công tại Taiwan và xuất về thị trường Nhật. Đó, anh em mình yên tâm nha. Giá cả thực này nọ, những cái thông tin chi tiết thì có sẵn ha. Rồi. Thì anh em là mình thích cái đầu bán này ha của Ristun thì mọi người mình chốt giúp em. Rồi mã số của mình nha anh em, HN1 nha, 100.000. Đó, nó bằng 1/3 giá trị thực của nó bên Nhật. Đó. Thì cái này thì nói chung là cũng hên xui thôi, nhiều khi em Thắng nhập được cái giá rẻ thì em Thắng sẽ để cho mọi người cái giá mềm thôi, chứ anh em mình cũng đừng có so sánh hay này nọ, nhiều khi cái lúc trước thì giá cao là lúc này giá thấp vậy ha. Nói chung là cái thị trường của mình thì nói chung sẽ có những cái dao động, nó chuyển biến rất là liên tục. Thì em Thắng sẽ cố gắng mình nhập được những cái mã sản phẩm nào nói chung là nó giá thành nó thấp thấp để cho về mọi người sử dụng nha. Đó, còn những cái công dụng thì em Thắng có giới thiệu cho mọi người rồi. Anh em nào mình thích cái dòng sản phẩm này thì mọi người chốt giúp em mã số là HN1 ha. Đó, loại này thì 100.000 một con và số lượng thì cũng khá là nhiều anh em. 2-3 thùng lận. Đó, anh em mình cứ báo bao nhiêu con đó thì em Thắng sẽ báo cho mọi người, còn khi nào hết hàng thì em Thắng sẽ báo hết hàng ha. Rồi, mã số của mình là HN1 100.000. Rồi tiếp theo thì mình sẽ qua mà dòng mã sản phẩm số 2. Là một từ nhỏ tới lớn đi ha, mình sẽ qua cái dòng 3/8. Đây cũng là dòng sản phẩm của Ristun, một cái bộ đầu khẩu, một cái bộ đầu khẩu đầu tiếp của thằng Ristun luôn. Đó, cũng chuyên về mở những cái con ốc bị tòe đầu. Đó, chuyên về mở những ốc tòe đầu thì cái này là do nhà sản xuất nó báo cáo, chứ còn thiệt ra thì em Thắng cũng chưa có qua sử dụng lần nào nha mọi người. Thì những cái này thì chắc là cũng phải để lại 1-2 con để mình sử dụng. Nhiều khi là nó cũng là lạ nha anh em, lâu lâu thấy cái hàng nó cũng là lạ. Đó, Ristun nha anh em. Thì cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ gồm có 2, 4, 6 cái đầu khẩu. 6 cái đầu khẩu này thì thông số của mình là những cái đầu khẩu là gồm 8 ly này, 10 ly, 12, 13, 14 và 17. Đó là những cái đầu khẩu cũng rất là thông dụng để cho anh em mình sửa chữa hay sử dụng ha. Đó, và đi kèm với mình là một cái thanh để anh em mình vét, mình có thể mình sưu tầm đồ này nọ cũng rất là ok. Nó không có sự thất lạc đâu nha mọi người. Đó. Rồi ưu điểm của những cái dòng sản phẩm của Ristun này thì nó giá thành nói chung là nó thấp hơn so với những cái dòng khác, nhưng mà chất lượng thì mọi người cũng yên tâm, nó là một cái dòng sản phẩm được đạt theo tiêu chuẩn công nghệ của Đức và của Mỹ nha anh em, bàn sáng chế của Hoa Kỳ và của Đức, và nó được bán bên thị trường Nhật nha. Đây, mã gạch của mình là mã gạch 49. Ưu điểm của mình cũng cái nó là nó được gia công tại Taiwan nên là cái giá thành, chi phí cũng như nhân công nó rẻ đó, và những anh em tham bao bì đồ này nọ thì nó cũng không có làm rườm rà cho máy để nó giảm cái chi phí lại đó. Rồi thì em Thắng sẽ khui ra một hộp để cho mọi người tham khảo. Hôm qua có cái hộp nào nó hơi chui ra chưa? Đó. Nói chung là những cái hộp 3/8 này thì nó còn đẹp lắm nè. Đó, nó còn... Đây. Đầu tiên thì cũng như thông thường thì em Thắng sẽ kiểm tra những cái thông số, những chi tiết cho anh em ha. Mọi người có thể mình nhập theo cái mã vạch là 4904781382354 để mình biết thêm những cái thông tin sản phẩm chi tiết nữa trước khi mình chọn nha anh em. Đó. Đây là những cái thông tin chi tiết của mình ha, thì mình cứ nhập mã vào thôi. Đó. Đây, giá mình nói là 2.7 2.8 nha anh em, nó dao động từ 2.7 2.8 một bộ. Đó là nó cũng tầm khoảng là 600.000 nhé, gần 600.000 nha anh em. Gần 600.000 một bộ như thế này nè. Đó, 600.000 lần nha. Đó, đây. 2.850 này. Đó, là nó gần 600.000 một bộ anh em. Đó, đây là cái thông tin của mình ha. Đó. Đây là cái thông tin của mình. Rất là nhiều cái thông tin chi tiết nha mọi người. Đây. Đó. Những cái dòng này thì anh em mình biết rồi, nó là có thể mình nới lỏng và siết chặt những con bu lông và ốc á, bẹp á, và là các giảm góc nha anh em. Đó, mình có thể mở như con ốc hư á, kiểu như là ốc bị tòe đầu này. Đó, nhà sản xuất nó có ghi rõ trên cái thằng bao bì nha anh em, nó có ghi rõ phần bao bì. Thông số của mình nó để là 9.5 là tương đương với 3/8 là cái phần để cho anh em mình gắn vào cái càng tự động ha. Đó, gắn vào cái càng tự động đây. Đó. Nó có thể sử dụng cho các bu lông và các ốc á, nó bị nghiền nát nha anh em. Đó, nó bị nghiền nát, nó bị hư như thế này này. Đó, nó có thể sử dụng được. Và lưu ý thì tương tự những cái con kia ha, thì anh em mình
không có dùng cà lê và mỏ lết thì mình đóng vào ha. Và những cái dòng này thì nói chung là nó có dẫn điện nên mình sử dụng thì không, cái dòng này thì không có liên quan gì tới điện nữa ha. Đó, cái phần hồi nãy thì nó có cái chui bán ốc, thì bán ốc cái vít thì mọi người thấy là nó có điện rồi. Thì đó, thì cái đây thì mình có thể mình xem sơ lược tham khảo qua ha. Đó là cái phần thông tin sản phẩm cũng như giá cả mà bên thị trường Nhật nó bán đó, rất là rõ ràng chi tiết cho anh em. Rồi phần bên này đó toàn là chữ Nhật không anh em. Cái này thì đây để em Thắng sẽ dùng Google dịch dịch cho anh em mình xem luôn đó. Đây nè, bu lông có cấp bị nghiêng hoặc mòn và trơn ha. Đó, mọi người có thể sử dụng được luôn, hình dạng đối mặt tích hợp nè, bằng sáng chế của Hoa Kỳ và Đức nha anh em. Đó, đô ít ha, đô ít là Đức anh em, USA và Đức ha, bằng sáng chế của Mỹ và Đức đó nha anh em. Đây, chất liệu thép của mình là thép CRMO nha, chrome molybdenum anh em. Đó, thép CRMO nha, một thép cứng nha. Đó, đây, và nó có một cái thanh. Đó, còn cái đây là những dòng đây sản xuất tại Taiwan, Đài Loan nha. Đó, hàng Taiwan anh em mình gắn mắt Đài Loan chứ thiệt ra là những cái hàng nó ra cái tên công ty của nó nè, cái công ty của nó là cái công ty Nhật nha anh em. Đó, một cái của công ty Nhật nha. Công ty Samark nó hơi mờ thế nên là hơi khó tí đó. Công ty Sakamoto nha, đó là một cái công ty Nhật và cái nhà máy thì đây công ty chính của mình là nó tại tỉnh Nagita của Nhật nha anh em. Và cái nhà máy nó đặt gia công để nó xuất về là cái nhà máy này thì nó ở Taiwan đó, nên là cái giá thành của nó lúc nào cũng thấp hơn tại vì cái nhân công ở Taiwan nó thấp hơn nhân công ở Nhật nha anh em. Đó rồi, đó là cái thông tin sản phẩm. Bây giờ mình sẽ xem cái phần thực chi tiết ha. Đây, cái phần bao bì bên ngoài cũng rất là ok nha anh em, rất là đẹp. Thì nói chung là cái này thì bao bì thì em không có thể bánh thật ra, tại vì nhiều khi là cái mặt hàng của mình là nó người ta thanh lý bên kho hàng mới chưa sử dụng, nhưng mà nhiều khi mình vận chuyển về này nọ thì bao bì nó nhiều khi nó sẽ có những cái vết rách này nọ nha anh em. Quan trọng là cái sản phẩm của mình này là nó là chưa sử dụng đó. Đây, chưa qua sử dụng đó. Đây có một cái thanh đến đây mình treo lên nha, rất là gọn gàng, mình có thể treo mình sưu tầm cũng được ha. Đó, của nhà Gristun. Đây, Gristun đầu 17, đầu lớn nhất nha. Đó, anh em thấy không? Thiết kế rất là sắc nét và của Mỹ, của có bàn sáng chế của Đức và Mỹ nha anh em. Đó. Thì nó được những cái điểm như thế nào nó tiếp xúc rất là nhiều nên là anh em mình có thể mình vặn được những con ốc tuôn, ốc hư đồ ha. Đó đây. Đó, anh em thấy không? Đây là cái phần thiết kế của mình. Nó sẽ rất là lợi thế hơn rất là nhiều ha so với những cái dòng thông thường. Đó, rất là sắc nét nha anh em, nó được mạ chrome sáng bóng ha. Và con này thì chất liệu thép của mình là thép CRMO, một thép cũng rất là cứng nha, thép CRMO. Đây, bộ này thì được 6 cái đầu khẩu. Đó, 3/8 nha anh em, đường kính là 9.5, mọi người lưu ý giúp em ha. Đây, 3/8 nha. 9.5. Đó. Đây, bỏ vào ha. Dứt anh em, nó cần 3/8 này của Tone này. Đó. Bỏ vào mình dứt thôi. Đó, hoặc là mình sưu tầm, mình treo mình sưu tầm đẹp nha anh em. Những cái dòng này thì nó còn mới cho nên mình thích. Đó, mình sưu tầm. 6 đầu. Đó, 6 đầu khẩu. Thông số của mình là 8, 10, 12, 13, 14 và 17. Đó. Đầy đủ những cái thông tin như là chi tiết để cho anh em mình tham khảo ha. À, đây, ở đây đúng đầu của nó này. Crystal. Rồi, thì đó là cái thông tin sản phẩm của mình cũng như là những cái chi tiết để cho mọi người dễ hình dung về cái dòng sản phẩm mà em Thắng đã giới thiệu cho mọi người này. Nếu mà anh em mình có nhu cầu với cái mã sản phẩm này thì mọi người mình chốt giúp em. Rồi, mã sản phẩm của mình nha anh em, HN2 ha, 370.000, nó gần bằng một nửa giá của Nhật thôi. Đó, HN2 ha, 370.000. Rồi, tiếp theo mình đi qua dòng sản phẩm cuối cùng và em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người cũng là dòng Clistun. Đó. Đây, dòng này thì có nhiều con cái bao bì nó bị xéo xéo như thế này nha anh em, nhưng mà sản phẩm của mình nó đều là chưa sử dụng hết nha. Đó. Đây, lấy cái
lành lạnh em qua cho mọi người đây. Đó, tương tự cái dòng nó, những cái con này thì nói chung là mọi người cũng biết rồi, thì em Thắng sẽ tra giá cho mọi người thôi. Đó, mình sẽ xem cái giá bên Nhật thì như thế nào. Anh em mình có thể mình gõ theo cái mã vạch này. Đó, mã vạch của mình ha, là để em gõ lại đây. 4904 ha, 781 382 361 thì nó sẽ ra rất nhiều nha. Đó, đây con này thì giá của mình là tầm khoảng là 3.8 nè. Đó, có chỗ thì nó bán 3.94 sen, thì nó dao động tầm khoảng là 3.94 sen nha anh em. Đó, 3.94 sen là nó tầm khoảng là 800.000 một bộ. Đó, tầm khoảng là 800.000 một bộ như thế này nha. Đó, đây thì cũng tương tự ha, tương tự những cái bộ kia thì nó cũng đến được thương hiệu nhà Christun, được gia công tại Taiwan và xuất về thị trường Nhật. Mã gạch của mình là mã gạch 49 hả, toàn chữ Nhật không anh em. Đó, đây. Đó, thì loại này thì cũng tương tự thôi anh em, và cái đầu khẩu của mình thì nó bự hơn. Đó, 12 13, và cái bộ này thì nó được tới 7 khẩu luôn nha anh em. 2 4 6 7 nha, 7 khẩu bự. Đó, 7 khẩu bự nha, 7 khẩu bự là của mình là gồm những thông số này, 12 13 14 17 19 21 24 nha. Đó, nặng nha anh em, những cái đầu khẩu bự nặng ha. Đây, tương tự thôi, nó cũng chuyên mới những ốc mà nó bị tòe đầu. Đó, tòe đầu thôi ha. Đó, và bộ này là 1/2 nha, bộ này 1/2 là cái đường kính của mình anh em. Đây là 12.7 á, con này là con bự nhất này, 24 này. Đó, thép CRMO rất là dày dặn nha anh em, CRMO. Đây thì cái dòng này thì anh em mình sẽ sử dụng cho những cái cần tự động 1/2, đường kính 12.7. Đó, vuốt vô ha, vuốt vô dứt. Đó, rất là nhẹ nhàng. Đó, 12.7 nha anh em, 12.7 1/2. Đó, anh em thấy không, gia công rất đẹp. Cái thanh của mình thì nó là mình bằng nhựa cứng. Đó, ok nha. Đó, đây, có bì nhỏ này anh em. Đó, đang cái bộ gắn đầu khẩu 1/2 ha. Đó, của Christun gồm có 7 đầu nha, bộ này thì nó gồm có 7 đầu. Đó, rồi. Thì tương ứng với những cái giỏ kia thì cái dòng này đó anh em mình tha, là sản xuất nó cũng báo cáo với mình là nó có thể mình vẹn dựng, nhưng ốc nó bị tè này, đó, bị tè ha. Đây, thép CRMO, bàn sáng chế của Mỹ và Đức, có bàn sáng chế luôn nha anh em, một sản phẩm rất là hay ha. Rồi thì giá thì thật rồi, mọi người đã biết rồi, anh em là mình thích cái bộ 1/2 này, số lượng cũng nhiều nha anh em, những cái dòng này thì số lượng rất là nhiều, anh em mình cứ chốt khi nào hết thì em Thắng sẽ báo hết hàng ha. Thì anh em mình thích cái bộ 1/2 này gồm có những cái đầu khẩu 12, 13, 14, 17, 19, 21 và lớn nhất của mình 24 ly. Thì mọi người mình chốt giúp em mã số của bộ này HN3 nha. Những cái dòng con này là 450. Hả? Những cái giá trị hôm nay thì nói chung là nó thấp hơn một gần một nửa của bên Nhật nha mọi người. Đó, 450.000 một bộ như thế này. Đó, anh em mình cần bao nhiêu bộ thì mình báo cho em hết thì em sẽ báo hết ha. Rồi, thì clip hôm nay thì nói chung là em Thắng chỉ có 3 cái mã sản phẩm để giới thiệu cho mọi người, nhưng mà em Thắng cũng cố gắng mình miêu tả thật kỹ chi tiết cũng như là những cái thông tin chi tiết của sản phẩm để cho mọi người nắm được cũng như mọi người biết được ha, để mình mua về mình sử dụng và mình sưu tầm gì đó. Rồi thì clip hôm nay em Thắng xin tạm dừng tại đây và hẹn mọi người vào những clip hàng bãi hoặc là hàng cư thùng lần sau ha. Rồi, em xin chào mọi người và chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ.